Ngày 27 tháng 4, tin từ Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho hay, vẫn đang tiến hành triệu tập lấy lời khai của những người có liên quan tới vụ hỗn chiến giữa một bên được cho là đội bảo vệ của công ty khai thác với người dân buôn bán, kinh doanh tại cảng biển quốc tế An Thới. Trước đó, vào chiều ngày 26 tháng 4, có khoảng 300 người dân tập trung trước cảng biển quốc tế An Thới. Do liên danh công ty cổ phần đầu tư và phát triển Namaste và công ty cổ phần cảng Sài Gòn tiếp nhận khai thác sau khi trúng đấu giá kể từ ngày 19 tháng 4 để phản đối chính sách cho thuê của bên khai thác cảng. Người dân tại cảng An Thới phản ánh, những hộ kinh doanh trước đây được thuê với giá 500.000 đồng một tháng, nhưng khi liên danh hai công ty nói trên tiếp quản đã nâng giá cho thuê lên tới 60 triệu đồng một tháng và phải đóng trước 3 tháng là 180 triệu đồng. Ngoài ra, bên khai thác cảng quy định xuồng đưa rước khách tại cảng phải nộp 2,5 triệu đồng một tháng, cano từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng, khách du lịch xuống cảng 35.000 đồng một lượt, trước đây không thu phí, thậm chí khi ra vào khu vực cảng, người dân đều phải nộp tiền phí. Không đồng ý với các điều khoản của bên khai thác, hàng chục hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại cảng An Thới đã kéo tới nhà điều hành để phản đối, rồi bị lực lượng bảo vệ cảng dùng nhiều loại công cụ hỗ trợ hành hung. Cuộc xô xát làm khoảng 10 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng được chuyển đến trung tâm y tế thành phố Phú Quốc cấp cứu. Trong số này có một người phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên vì bị xuất huyết não.